Sau khi một số trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2022, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại có sự bất bình đẳng khi xét tuyển đại học bằng IELTS. Trước ý kiến này, bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học, bộ giáo dục và đào tạo đã trả lời phỏng vấn một số báo chí và cho hay các thí sinh sẽ không bị mất cơ hội vào đại học đúng với năng lực của mình. Cụ thể, thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cho thấy, năm 2021, số trường đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển là hơn 92%. Số trường sử dụng học bạ để xét tuyển là hơn 77%. Các thí sinh trúng tuyển bằng phương thức khác tổng số chưa đến 10%. Điều này cho thấy xét tuyển bằng IELTS không chiếm tỷ lệ cao. Hơn nữa, tiêu chí về IELTS TOEFL cũng không phải là tiêu chí duy nhất trong xét tuyển đại học. Do đó, nếu có năng lực và đủ quyết tâm, ôn tập tốt, tinh thần vững vàng, các em vẫn hoàn toàn có thể trúng tuyển, không hề mất cơ hội.